Chú, thế là tre là mình trồng được đấy hả chú? Tre mình trồng được đấy ạ. Ờ, cháu không nghĩ là ở trong này lại có những cái cây kiểu như miền Bắc mình đâu. Cái này là cây le rừng. Cây gì ạ? Tre rừng, tre rừng. Tre rừng à? Ờ. Ui dồi ôi, nó mọc thành rừng luôn, dày như lên luôn. Thế ạ? Ờ. Chú vào đây là từ năm bao nhiêu chú? Chú vào từ năm 87. Năm 87. Ồ, ờ. Oh, thế là cũng gần 40 năm rồi. Từ năm 87 đấy. Vâng. Đi kinh tế theo đoàn của đoàn Hải Dương đấy. À. Thế anh ở Bắc vào à? Cháu ở ngoài Phú Thọ vào. Cháu là bạn học với bạn Hoàng Anh. Bạn học của Hoàng Anh. Vâng, cháu học cô ba của Hoàng Anh. Mới vào đây à? Vâng. Thế chú vào từ năm 87 à? Tức là đi kinh tế mới từ năm 87 đúng không chú? Cái thời năm 87 chú vào đây thì nó như thế nào, ở đây vùng đất này nó như nào? Ôi, nó là rừng bao la bát ngát luôn. Tức là từ ở ngoài cách đây khoảng một cây từ đường dầu vào thì là họ khai phá khoảng 500 mét thì họ phá rồi, còn khoảng 500 mét vào nó là rừng rừng. Mùi vâng. Không biết gì. Thế nhưng cái cây điều này là được trồng khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Cây điều này trồng được khoảng 20 năm rồi. À 20 năm. Ừ. Thế chú cho cháu nói chuyện tí. Cái nguồn thu từ cái điều này là hạt điều đúng không chú? Thế thì khi mà cái đầu ra của chú ấy là như nào? Đầu ra thì mình bán cho thương lái. À. Bán cho thương lái xong là mình cứ hái hạt ra về xong là thương lái về nhà nó mua cho mình. À. Đấy. Thế xong thì người ta xuất khẩu hay là bán trong nước? Người ta về ta lại phải sấy lên, khô lên, xong tách cái vỏ ra. À. Xong bắt đầu là lấy cái nhân xong rồi bóc cái lụa ra. Vâng. À cứ từ từ chú tìm cái hạt điều để chú vào xem. À à. Nó có hạt điều giờ chỉ còn hạt nước thôi. Tức là bây giờ chỉ còn những hạt nó rơi xuống đất thôi ạ. À. 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 Hay quá nhỉ. Đây là hạt lép này. Đâu đâu ạ, đây. cho xem hạt lép nào. Đấy, hạt lép này. Hạt đấy. À. Đây là cái hạt này là bắt đầu mới tách cái này ra. Vâng. Xong là lấy cái hạt cái nhân ở trong. Vâng. Nhân trong bắt đầu là cái nhân trong nó có cái lớp lụa nữa. Vâng. Nó cùi như cùi gạo ấy. Vâng. Thế là mình bị ôi thôi quay thế rồi. Xong bóc ra bắt đầu là chú vui lòng cho cháu quay bởi vì là chúng cháu ngoài Bắc ấy. Vâng. Lần đầu tiên cháu được nhìn thấy cây điều khi mà cháu vào miền trong này. Cháu vào đây được hơn 4 tháng rồi. Và cái hạt điều có thể chúng cháu đã ăn vào những dịp Tết hay là những dịp lễ hỏi ngoài kia. Thế nhưng để mà nhìn thấy cây điều này ấy, không phải ai cũng được may mắn nhìn thấy đâu. Thế thì cháu muốn hỏi thêm nữa là ví dụ như là chú ở đây là có bao nhiêu ha điều hay là bao nhiêu sào? Của chú đây diện tích của chú chỉ có 7 sào thôi. 7 sào. 7 sào. Vâng, tức là 700 mét vuông đấy. 7000 mét vuông. À 7000 mét vuông đấy. 7000. Thế nguồn thu của chú từ điều này một năm trung bình thì được khoảng bao nhiêu tấn hay là năm nào nó năng suất thì nó cho khoảng một tấn điều. Một tấn điều từ bao tiền chú? Nếu như người ta chăm được thì nó khoảng tấn rưỡi hai tấn, còn do giống điều nữa, đây là mình trồng giống điều này, giống được thực sinh. Vâng. Nên nó kém quả hơn điều ghép là họ cho khoảng tấn rưỡi đến hai tấn điều. À đấy, thế thì cái nhân với giá, ví dụ như giá như năm nay là nó giá 22.000 một cân thì một tấn được 22 triệu. Một tấn được 22 triệu. Ừ. Trừ công thu hoạch rồi phân bón ra ấy thì được còn khoảng bao nhiêu chú? Ý cháu hỏi là lãi. Cái đấy chú không tính kỹ bởi vì khoảng à, độc nhà mình làm ra thì là mình đi làm lấy công tức là lấy công làm lãi đấy. Thế nguồn thu của chú ở đây là cháu đang nhìn thấy có cây đều, có cây nhãn, cây trang trại lợn. Thế thì nguồn thu chính ở đây là cái gì chú? Nguồn thu chính của nhà chú hay là của dân ở đây? Ở đây này, ở cái dân đây á. Vâng. Nó cũng không nhiều lắm. Cái vườn của chú đây này. À vườn của chú à? Nguồn thu của chính của chú thì chú ở đây chú chỉ có vườn điều thôi. Điều mà một năm mà là chỉ được 22 triệu chưa trừ gì. Một năm hả chú? Ừ. Một năm được thu hoạch mấy lần chú? Một năm chú một vụ thôi. Thế thì không đáng được bao nhiêu nhỉ? Không, nhưng mà chú lại làm cá, có ao là chăn cá nữa. À, tức là trên cái mảnh đất này, bạn Hoàng Anh vừa chia sẻ là chỗ này khoảng 2 hát chứ nhỉ? 2 hát, của Hoàng Anh ở đang làm chỗ trại này là khoảng 2 hát. Vâng. Chú bên kia đó khoảng 4 sào ao nữa. Vâng. Mới lại cũng 6 sào điều nữa. Thế điều mới trồng cái chuyện à, thu. À, tức là mỗi thứ ở trên mảnh đất này nó sẽ cho thu một chút. Cộng tất cả vào thì nó mới ra thu hoạch trên cái hai. Một năm thì gọi là trừ chi phí đi hết, một năm được khoảng 3-40 triệu thôi là nhiều lắm rồi. Tất cả? Ừ thế thôi. Trừ hết đi được chỉ được 3-40 triệu thôi á? Thế thôi. Thế thì cũng không được bao nhiêu nhỉ? Không được bao nhiêu. À. Vất vả lắm. À thế thì đúng vất vả thật. Đấy. Dạ. Thế là làm vất vả lắm. Vâng, rồi, vâng. Chú cháu mình vào đây uống nước. Vâng, vâng, vâng. À, thế mình vào đây thì mình có ruộng, ngoài đây là vườn rồi, có ruộng không chú? Ruộng trồng lúa không? À, à. Thôi, thật ra thì bây giờ chú đã đi đến gần hết cuộc đời rồi. Cố làm cái gì? Mình giờ lấy công việc làm niềm vui. Dạ, gọi là chỉ... Đúng rồi, nhiều lúc bảo lao động để gọi là thể dục thể thao thôi. Không, ngồi đây thích chứ.
Thôi cứ ngồi luôn đâu, cái nền này thì... không, 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 ngồi ngoài này hút thuốc lá nó thoáng này. Cháu muốn hỏi chú như này nhá. Cái thời kỳ năm 87 chú vào đây, năm 87 thì ngoài mình vẫn đang là bao cấp. Thì chắc chắn là ngoài đấy cuộc sống rất là khó khăn rồi. Nhưng mà khi chú vào đây thì chú thấy là so với cái khó khăn ngoài Bắc ấy, thì đây nó dễ chịu hơn nhiều không? Ôi dễ chịu hơn nhiều, nói toán lại đến bây giờ làm ăn đây chú già thật nên nói thực ra là cái điều kiện sinh hoạt đời sống nó tươi hơn Bắc nhiều. Vâng. Dễ chịu hơn nhiều, thoải mái hơn. Chứ ngoài Bắc về rồi nhưng mà nó o ép lắm. Vâng. Không bằng ở đây. Nên là o ép là sao chú? Tức là đời sống kinh tế ở ngoài Bắc nó o ép. Chật chội rồi sống ăn uống rồi là cái nó o ép. Đằng đây là cái nó thoải mái lắm. Anh em rồi là cha chú thậm chí có bây giờ mùa dịch chứ thậm chí có một ông khách như anh mà đứa được anh này không khéo là hai mâm gãy nhà cũng có. Bắt đầu là nó thoải mái đấy, tự do. Vâng. Nên là mình thấy trong này nó thoải mái. Cháu từ ở Đắk Song, Đắk Nông ở bên kia sang đây thì khi mà vào đến cái đầu dãy của chú ấy thì cháu thấy là có một cái khác biệt hẳn ấy, là cái chất đất ở đây nó tệ quá. Xấu. Nó không được như bên kia đâu, bên kia nó đẹp lắm. Đúng, đất đấy nó xấu quá. Vâng, nó xấu quá. Nó cằn cỗi. Do đất cát nó bạc điểm nhanh lắm nên làm ăn nó. Thế còn nói đúng những năm đầu vào làm ăn thì tài nguyên rừng người nào có sức thì đúng đi rừng ra tiền, nhưng mà cái dân Hải Dương mình nó vào nó ăn cũng đập phá ác quá. Vâng. Lúc là của rừng thì chỉ có lấy củi về xong rồi trẻ một khổ lắm, hồi vác từ gỗ một xong là cho cái xe cải tiến vào gác đây. Vâng. Kéo từ đây đâu đâu trước nó đâu có đường, nó chỉ có đường phát đường tuyến thôi. Thế xong mãi sau nó mới mở đường đường tuyến thì đầu nó đi bộ phát. Vâng. Thế xong đi khi nó có đường tuyến bắt đầu là có cái xe ba gác của nhà mang từ Bắc vào, bắt đầu là hai anh em cô út thì xe ba gác mang từ Bắc vào đây. Cho lên tàu hả chú? Cho lên tàu. Ngày đấy chỉ đi bằng đường tàu hỏa thôi đúng không chú? Đường sắt thôi đúng không chú? Tàu hỏa nó chở từ Hà Nội vào, ô tô chở từ nhà lên Hà Nội, nó đổ ở ga Hàng Cỏ. Xong đầu từ ga Hàng Cỏ lại bốc lên tàu. Xong là chở vào đến Diêu Trì Bình Định. Thế vào Diêu Trì bắt đầu lại đổ ở đấy, để đổ hàng đổ người toàn bộ nằm ở cái nhà khách của Diêu Trì ấy. Thế nằm ở đấy. Tức là trung chuyển nó trung chuyển. Xe tàu chỉ chở về đấy thôi. Thế khi mà về đấy bắt đầu là xe của trong này nó mới điều xe của thằng Đắk Lắk nó mới điều xe ra. Nó đón. Thế cái chi phí đi đường, tiền tàu, tiền xe là dân mình có phải bỏ tiền ra không hay là nhà nước bao cấp? Cái tiền tàu, tiền xe thì nhà nước người ta lo cho mình chỉ có tiền ăn thôi. Mình chỉ có đi đường nhăn gì mình. Thế khi mà chú vào đến đây, các chú vào đến đây thì người dân bản địa ở đây chắc là toàn người đồng bào đúng không chú? Không có mấy, chỉ mãi ở cách đây, cách chỗ ngã 368 ấy, là ngoài rộng hơn cây số trên đấy có một cái buôn ở trên đấy. Buôn tập. Trong cái nói là, trong cái nói là người đồng bào ở Đắk Lắk này chủ yếu là người ED đúng không chú nhỉ? Người ED. Thế khi mà mình tiếp xúc với người ED thì người ta có cởi mở, người ta có chào đón mình không chú? Nói chung là họ cởi mở mà thoải mái, vô tư lắm, vui vẻ lắm. Cơ bản là cháu thấy người đồng bào ở miền Bắc hay miền Nam hay miền Tây Nguyên thì họ đều có một cái giống nhau là họ rất là chất phác chứ nhỉ? Nói chung đồng dân tộc thì là bao giờ họ cũng rất là vô tư, thoải mái. Mà thế... họ cũng nhiệt tình lắm. Họ thấy người vào mình vào họ cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm. Đi rừng đi rú rồi là tìm cây tìm cối chặt hoặc là lấy xong lên mây họ cũng tạo điều kiện cùng đáng mình. Năm 87 chú vào đây thì toàn bộ cái HA, mấy HA này, cái vườn này này thì nó là rừng rậm hay là rừng nguyên sinh luôn. Có con thú gì không chú? Thú lúc giờ thì nai hoẵng còn đây, bọn chúng nó săn nhiều rồi nhưng mà nai hoẵng rồi là trồn vẫn còn nhiều. Đến từ phát phát đây rồi nhá. Xong không làm được mà vẫn để đến 2 năm sau mới phát nốt mà vẫn có con nai phải để làm đây. Ồ thế ạ. Ban ngày mình vào làm lúc mình phát động nó chạy ù nó nhảy ù nó bổ trông đã luôn, người xem con nai đâu. Nó phi tôi nói phải trông như nó bay luôn. Đã lắm. Ban ngày trông như nó ấy. Thế thì có bắt được nhiều để ăn thịt đúng không chú? Ui khó lắm. Cũng, thế ạ. Bước đầu họ săn cũng được nhiều. À. Dân mình vào bắt đầu là đi săn là cũng nhiều. À. Thế sau lúc nó vãn rồi nó vào hết vào rừng sâu, nó vừa thứ nhất là vãn ra nó vào rừng sâu. Vâng. Thế còn con treo treo. Con treo treo là con gì ta? Là cái con treo treo nó cũng như là cái con hoẵng của mình ấy, nhưng nó nhỏ. Vâng. Nó chỉ 2-3 cân thôi. Vâng. Đấy. Con nào to lắm là được 4 cân. Vâng. Tức là con đấy thì lúc giờ vào nhiều lắm. Vâng. Thậm chí họ đi săn rồi họ còn chê không được bắt con nữa. Đấy. Thế còn vào á,
là những thợ săn to là con to chỉ gì có to thôi. Vâng. Chứ con ấy là thậm chí là nó nhát lắm. Vâng. Thậm chí có ông bắn bảo bắn không trúng vào đầu, nó nhào vào người, nó nhảy vào người vô được, à. Vô sống luôn. À. Chân nó chỉ bé, cái con chân nó chỉ cái ông chân nó chắc chỉ bằng ngón tay mình. Vâng. Thế dài khoảng 2 phân một, nó nhảy cũng nhanh, chạy nhanh lắm. Vâng. Nó gọi nó chiêu treo. Vâng. Dân trong này nó gọi nó to như con chó chứ hay là nó bé hơn? Bé hơn. Nó à. To lắm mới được 4 kg, còn chỉ đa số khoảng 2 kg, 3 kg. Mà bắt được con đấy là được bữa ăn bữa nhậu ngon. Ôi rồi. Thật ga rồi. Vâng. Đấy. Thế có hổ không chứ? Hổ beo có. Hổ có nhưng mà hiếm lắm. Ở cái khu này là cũng có con nhưng mà họ cũng rình họ bắn. Cũng có người họ bắn được. Cũng có người không, nhưng mà xa lắm, nó gần mãi trong khu trong kia. Tức là chú cũng chỉ nghe nói thôi. Nghe nói là có thôi, còn bản thân chú không nhìn thấy nó bao giờ đúng không? Chưa nhìn thấy bao giờ. Thế chú có được nhìn thấy cái vết chân? Cái vết chân, ôi giời, vết chân được nhiều. À. Ở đây thì không có mấy, nhưng mà bên này thì nó có con hai con đó là họ săn, họ gặp, họ đã sử dụng cho bắn rồi. Thế thế có cái ông trước thợ săn, ông coi là bộ đội xong ông ấy chuyển lên làm giáo viên, ông thợ săn giỏi lắm. À. Đã cũng đã dình bắn. Vâng. Thế còn tôi đi vào lấy xong bây giờ trong sông Cổng Năng cách đây nó khoảng hơn chục cây. Vâng. Lúc rồi mới vào. Úi giời, chân hổ cái đệm nó to, đệm bị cát này, đệm bị ui giời trông đã lắm. Vâng. Thế còn voi lúc ở đây nó còn về đây quần nó phá. Ồ, voi hả chú? Voi. Ui giời ơi. Tức là trong tiềm thức của cháu và nhiều người miền Bắc ấy, nghĩ đến con voi ở Tây Nguyên ấy, thì chỉ nghĩ đến voi bản đôn thôi. Úi giời. Từ đây đến bản đôn là 100 cây đúng không chú nhỉ? 100 km. Cái tôi không biết, nhưng mà ngay vào đây là vẫn còn voi dừng về đây. À. Chú nhìn thấy hả? Không nhìn thấy được, sợ. À chú không nhìn thấy à? Nó chỉ về đêm thôi, xong ban ngày chỉ vết chân nó thôi. Ồ. Thế là vẫn là giai thoại thôi. À. Thế còn ban ngày không sợ, tôi nhìn thấy. Ôi giời, dân đi đi làm rừng á, thấy nó lọc cọc mà voi mà nó đi đâu là nó cây cối nó cứ loạt xoạt nó đổ rầm rầm ấy, xong là cứ ông quắc ấy là thấy rồi chạy vãi cứt vãi đái gì. Ai mà dám mà đến nhìn. Cái câu chuyện đó cháu được nghe bố cháu kể là đi vào rừng Trường Sơn thì gặp nhiều voi rồi. Nhưng mà chú là tóm lại là vẫn chưa nhìn thấy nó ở ngoài thật ở đây, mà chỉ nhìn thấy bàn chân của nó trên đất thôi. Ồ, nhìn thì nhìn voi nuôi thì nó đi. À, không voi nuôi thì cho nó làm gì. Chỉ còn voi rừng. Voi rừng ấy. Chưa thực thì thế, chưa nhìn thấy bao giờ. Tức là voi rừng nếu mà mình gặp nó ở ngoài là nó tấn công mình hả chú? Nó là người ta bảo là nó cũng không tấn công, nó thấy mình nó cũng sợ nó chạy. À. Nhưng trừ trường hợp là mình giác nó quá thì nó phải tự vệ. Nó sợ thì như kiểu nó sợ mình thì nó phải tự vệ. À. Đấy, chứ nó còn nó cũng thấy mình nó cũng tránh. Vâng. Chứ còn đúng voi thì thậm chí nó về bầy người ta bảo có 4-5 con nó về. Cái sình chúng tôi khai thác xong đồng là khai phá làm lúa này. À. Có mấy nhà làm lúa. Thôi đến lúc lúa chưa được gặt nó về nó gặt bằng hết. À, voi nó gặt hết hộ mình luôn đấy hả? À. Trên dãy, dãy nó đi ở dãy này lúa vậy là nó đi vào nó quét. Vâng. Gần 40 năm chú vào đây rồi thì giờ chú còn cái cảm giác nhớ miền Bắc nhiều không? Vẫn nhớ chứ. Vẫn quê hương bản quán gốc gác ở đây vẫn nhớ chứ vẫn. Tuổi thơ của mình ở trong đấy. Lúc chú vào đây là năm đấy chú khoảng, cháu đoán là cỡ khoảng ngoài 20 thôi đúng không chú? Năm ấy tôi đi là 587 thì tôi vào 27-28 gì hả? Vào 27-28 năm nay 61. Vâng. 30 hơn 30 năm 27-28 vâng, ngoài 20. À. Thế cái người Bắc vào đây khu vực chú ở đây này thì đa số là người ở tỉnh nào? Toàn người Hải Dương thôi. À, toàn Hải Dương à? Hải Dương là chủ yếu, trước ngày là cái đoàn kinh tế của Hải Dương nó đổ vào trong này. Vâng. Nó sâu vào trong cái kia đến 2 cây nữa. Vâng. Thế nhưng mà nó giải rác cứ mỗi hộ là 30 mét, và trong kia họ sâu thì họ lại sắn có khi đến tới 40 mét một, vâng, một hộ. Là nó phát đường tuyến giặt tới xong chiều đấy. Vâng. Dân thì lúc nào cái dân ngoài 68 khi thì dân Đồng Khê nó vào trước. Vâng. Trước nó vào đầu năm. Vâng. Thì là nó ở ngoài dân mình cứ giặt ra đây là ở nhờ. Vâng. Hồng Khê thì nó cùng một huyện. Vâng. Huyện Bình Giang. Vâng. Ở nhờ nhưng mà vào đây trong người bắt đầu cái khai phá. Thế cái đất ở, cái đất để làm nhà ấy, và cái đất để trồng dẫy và kể cả đất ruộng nữa thì nhà nước cấp cho dân hay là mình phải mua chú? Mình đâu, đất rừng người ta cấp là chia cho xong vào nhưng mà khai phá. À. Nhưng mà được cái là khai phá là lúc giờ nó cho mỗi hộ được 2 ha, nó cho thời công khai phá, tức là công khai phá lúc giờ nó tiền nó đáng bao nhiêu đâu. Nó cho cái công mình khai phá, vâng, mình đi tiền ăn. Vâng. Thế trong nó đi được cho 6 tháng lương thực. Lúc đầu nó cho, cái đợt đấy rồi nó cho
bởi vì dân mình là không ai muốn đi, vẫn sợ phun rô, sợ ấy, vẫn sợ bỏ. Thế nó cho 6 tháng được thực. Thế sau dân vào trong này nhiều rồi mới làm ăn thế cả nó được cái thoải mái thì mới gọi nhau vào. Dân muốn đi thì là nó cho đi thì lại hạn chế, xong nó lại chỉ có 3 tháng được thực thì. Chúng tôi được 6 tháng được thực. Lúc đầu nó còn, nếu như đúng ra là mình là vào là đây nó chưa chuẩn bị kịp, nó vào là nó phải làm nhà ủi đường. Mỗi hộ là một căn nhà nhỏ. Thế là người ta làm nhà cho sẵn luôn á. Thế nó làm nhà cho mình vào. Chính sách là như thế. Chính sách nó như thế. Nhưng mà đến khi dân mình đổ vào sớm không kịp, nó không làm được. Đường chưa là ấy. Điện đường trường trạm là chưa có. Úi dồi, điện thì mãi năm 2001 thì mới có. Ôi, 2001 ở đây mới có điện hả chú? 2001 đây mới có điện. Ôi trời ơi. Mà từ đây lên thành phố Buôn Mê Thuật là 60 km nhỉ? 68 km. 68 cứ cho là 70 đi. Mà 201 ở đây mới có điện. 201 đây mới có điện. Ôi trời ơi. Thế ngoài 62 có lâu rồi nhá. 62 á? 62 cũng chỉ có sớm hơn mình không đáng kể. Lúc dần là 62 nó chắc chỉ sớm hơn mình 5. Bởi thằng 62 là nó được vài năm. Ngày xưa đây thì nguyên thưa dân cả khu vực Tây Nguyên. Và bao gồm cả Đắk Nông, Đắk Lắk. Bên đây Lâm Đồng. 5 tỉnh. Đà Lai. 5 tỉnh Tây Nguyên. Là mới có 2 triệu dân. Đến bây giờ hình như 6 triệu. Riêng tỉnh Đắk Lắk bây giờ là 1,6 triệu dân. Riêng tỉnh Đắk Lắk. Đấy, Đắk Lắk lớn mà có 1,6. Trong khẳng định lại nhá. Là khi các chú vào đây là các chú thứ nhất là đi đường là được nhà nước bao cấp này. Đầu xe được nhà nước bao cấp này, người dân chỉ tự lo ăn thôi. Đất ở, đất vườn, đất dãy là cũng được nhà nước cấp luôn. Đất rừng nhà nước cấp luôn. Vâng. Đất luôn. Ở cũng được cấp chứ. Đấy, mình cấp đấy. Vâng. Đất rừng họ cấp đất rừng nhưng mà đất ở. Họ cấp nguyên, tức là tôi nói vào đây là nguyên bản là rừng nguyên sinh luôn. Chia cho đám đấy tự gì mà khai thác. Xong là như đấy tôi bắt đầu nói là họ chỉ vào họ phát một đầu tuyến ra, là họ ngắm một phát đầu tuyến, xong bắt đầu họ mới chia đo mỗi nhà 30 mét, mỗi một hộ là 30 mét, cứ thế. Thế cứ phát đầu tuyến thế sau bắt đầu mãi sau dân phai phá rộng rồi bắt đầu là nó mới ủ đường. Vâng. Đến năm sau nó mới ủ đường rồi. Vâng. Cái năm 87 thì ở đây Furo còn không chú nhỉ? Ui rồi còn nhiều. Thế à? Furo còn nhiều đến mãi năm phải năm chín mấy bắt đầu nó mới diệt hết Furo. Vâng. Cái năm ấy chúng tôi đi lấy sông Bơi năm 87 và 88, 89 vẫn lấy sông Bơi trong sông. Tôi không được trực diện gặp bọn Furo. Nhưng mà dân nằm ở trong cái lấy sông Bơi nhiều người cả bọn chúng nó vào nó cũng bị mị dân lắm, nó cũng tốt lắm. Nó mị dân hả? Nó cũng mị dân, nó cũng tốt. Sốt rét tôi dùng nó cho thuốc. Thế đến năm không biết là năm 87 89 90 gì đó bắt đầu là nó vẫn còn hành quân, đêm là nó vẫn hành quân ở ngoài này, thậm chí ban ngày vẫn trà trộn ra. Nó ra không biết. Thế tới khi mà tình báo của mình nó biết được có nhóm phun rô từ Campuchia về, xong về đây hoạt động là 7 thằng. Nói trong cái tổ là 7 thằng hoạt động ở cái khu vực nơi EK này. Thế trong có cả đại tá rồi gì không biết. Lúc giờ là nó thông báo đấy. Thế khi về thì là công an, rồi huyện đội phục, rồi xã đội. Có mấy thằng nó về thôi mà có 6 thằng hay 7 thằng nó về. Nó về mà nằm phục ở trong đồi đá kia, cách từ đường dầu vào trong nó vào khoảng cây rưỡi 2 cây gì đấy. Thế mà nằm ở trong cái gọi là đồi đá, nằm trong phục. Mà nằm phục nó đi ra mà sợ run đến nỗi mà bắn không trúng luôn. Nằm phục mà bắn không trúng công an với bộ đội đấy. Nó bắn chết được thằng, được 2 thằng, bắn chết được 2 thằng, còn thằng bị thương. Xong rồi là nó lản hết. Sợ bắn rồi mà không dám truy đuổi nó luôn. Tức là mình sợ nó và nó cũng sợ mình. Nó sợ mình mà mình sợ cho nó. Cho nên là nhá Hoàng Anh nhá, bọn mình thế hệ chúng cháu sau này này là có mấy cuộc chiến tranh này là gần như không biết, mãi sau này cháu mới biết. Một là sau chống Mỹ kết thúc năm 1975 ấy, một là chiến tranh phía Bắc với Trung Quốc này, hai là chiến tranh Tây Nam với Campuchia Khmer Đỏ này, ba là Furo này cháu biết là cũng mình chết rất nhiều bộ đội với công an, kể cả dân nữa, nó cũng giết rất nhiều dân. Chắc là sau này thì nó mới làm vấn đề chính trị là nó bị dân thôi. Tức là trước này tôi không biết, lúc vào chưa vào không biết, nhưng mà sau khi dân mình vào đây rồi ấy, tức là dân thì nghe nói là nó cũng sợ thằng Phun Rô, sợ là nó giết rồi nó bắt cái loại kia. Chiến dịch truyền thông. Thế là cái thông tin thế. Nhưng thực tế ra từ lúc tôi vào thì là nhiều người nói là nằm trong sông là nó vào nó rất đàng hoàng, sốt rét cho thuốc tử tế. Thì nó làm chính trị nó mà. Bình thường,
Bởi vì lúc giờ nó phải làm công tác chính trị, làm tư tưởng cho nó. Phú Đô ấy là bọn nó cũng rất có trình độ chú nha, bởi vì là nó có một cái lực lượng từ Việt Nam Cộng Hòa ấy, từ chế độ cũ ở Sài Gòn ấy, họ đầu quân sang Phú Đô, cho nên là họ cũng đều là những người có học thức chứ không phải là những người dân đồng bào không có học đâu. Đúng rồi. Cho nên là họ biết làm chính trị lắm. Nó cũng là dân đồng bào đấy, nó kéo cái bọn phân zone là đa số dân đồng bào, thì bắt đầu là đồng bào thì là vùng Tây Nguyên này nó mới dễ lôi kéo, bởi vì dễ lừa dối thôi phục nó để lôi kéo. Thì họ cũng nói là cộng sản nó vào đây thì nó sẽ chém giết hết, giống như Sài Gòn cái năm trước năm 75 ấy, cộng sản vào là tắm máu nhưng cuối cùng có tắm đâu. Thế có nghĩa là cái năm 87 chú vào đây Phú Đô thì còn, nhưng mà các dân Bắc của mình vào đây thì lúc ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi Phú Đô nhiều nữa. Không, nói chung dân thì không bị ảnh hưởng Phú Đô. Vâng. Chỉ có cái là tin thì như thế thôi. Không, dân là dân cái vùng chú ở đây thì không vấn đề gì thôi. Thế thực tế cháu tìm hiểu ấy là có chú nha. Dân chính những người đồng bào ED Mơ Nông ở đây này, ở tỉnh này mấy tỉnh Đắk Nông ấy là bị bọn nó giết nhiều lắm, cướp giết hiếp rất nhiều. Không ít đâu. Đấy là những năm đầu nó còn nhiều phun rô, đằng sau đây là nó quay, nó còn nó điểm, tức là bao nhiêu tình báo của mình thông báo nó là bao nhiêu thằng từ đâu về. Thế là về nó đã săn rồi. Thế năm nó về đây, nó một tổ đây, nó về đây là nó đã tình báo nó biết, nó đã săn, nó phục, nó làm, nó bắn đấy, cái chuyện của bắn cuối cùng sợ mà vãi đái ra quần mà bắn cùng chúng. Bây giờ cháu xin phép cháu với bạn Hoàng Anh đi tìm hiểu cái trang trại tí. Rồi, xem rồi. Ông kỹ sư Bách Khoa xịn tí về qua nhà uống nước. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú rất là nhiều những cái câu chuyện mà khi vào đến Tây Nguyên này cháu ở bên Đắk Nông ấy, thì cháu cũng ở cùng với một gia đình là người từ Bình Dương vào, từ Hải Dương vào, nhưng họ lại vào Bình Dương. Cháu cũng nghe qua cái câu chuyện họ nói là ngày xưa di cư vào như nào. Đúng là cái thế hệ chúng cháu bây giờ mà không nghe lại các chú kể thì không biết được đâu.